Anh không tin tôi dẫn anh đi coi hả? Mau đứng dậy đi, tiền hôm qua mày chưa đưa cho tao đó. Ây à, tôi gửi trong hàng cho anh rồi, dành dụm là cái thứ tốt nhất đó, con nít nó cũng dành dụm mà. Dành, cho tới bây giờ sổ tiết kiệm màu gì tao còn chưa biết đó. Ây da, cái thằng nhà quê này mình chết chấm có nhau mà thiệt là. Vậy thì sao? Tức dơ cờ đỏ, phản cờ đỏ sống tới già. Cái vụ mà kẻ địch phản đối thì mình tán thành, mình ăn pha phần đó anh quên rồi sao? Tao không có quên, tại mày không chia cho tao thôi. Trời đất ơi, anh còn nói không quên á hả? Trước kia anh là cái gì chứ? Trước kia anh là thầy thuốc mà thấy máu thì anh xỉu rồi. Nếu tôi không về giác anh sao có ngày hôm nay chứ? Mày tưởng tao sướng lắm hả? Ngày nào tao cũng có lao lương tao bị cắn đứt đồ mất dịch. Cái thằng gà chết. Cái gì? Tao đứng lên cao nói chuyện với mày, mày đừng có làm tối nha. Mỗi lần mày bể mánh tao đi giúp đỡ mày. Nếu không có tao giờ này mày cải tạo rồi, mày đứng lên trời nghe cái thằng gà chết. Cải tạo thì cải tạo, cần gì đánh tao? Đánh mày thì đánh mày, sợ mày sao được cái cháu? Cái thằng vô lương tâm. Ê, dính chặt tao. Không được rồi, trên đầu của tao có gì chạy xuống đó, coi chừng. Không có gì, dầu hôi. Không phải là dầu đâu, có mùi hôi tanh đó. Không phải đâu, chắc là nhà dột đó, chắc có người gội đầu. Không phải, nó có mùi tanh, máu, chắc là máu. Nước máu hả? Tao chết rồi. Không phải. Tao chảy máu, tao chảy máu rồi. Sao? Mà sư phụ à? Mời sư phụ. Mau tỉnh lại đi. Có khách tới rồi kìa. Lẹ lên. Hồi nãy tao nằm ác mộng, tao mơ thấy tao rớt xuống cầu tiêu. Dạ, mau rửa mặt đi, có khách tới rồi kìa. Lẹ lên đi. Bác sĩ à, cậu nhớ tôi không? Ngao to đó. Vô đi. Bác sĩ à, đây là đại ca của tôi hả?